Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Sắc Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu cổ lơ. Đằng sau của mẫu cổ áo này, nó là cổ tròn bình thường có miếng đáp, và đằng trước của mình là cổ lơ và có cuộn một bông hoa và đính khâu trang trí. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt. Các bạn xem kênh cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video và một like video để kênh mình ngày càng phát triển hơn, tạo được cho mình làm video sau tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hiện tại đợt này thì mình đi làm, sóng mạng nó yếu, mình không đăng video được. Đợt tới khi có mạng wifi trở lại thì mình sẽ làm video hướng dẫn dài hơn. Video dài ở đây 4G mình không tải lên được. Các bạn thông cảm giúp mình. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt mẫu cổ áo này. Và đây là mẫu cổ lơ. Mình sẽ dẫn các bạn cắt cổ áo thân sau và thân trước. Còn phần thân thì các bạn sẽ vào kênh xem giúp mình. Mình chỉ hướng dẫn phần cổ áo thôi. Ngang cổ mình để là 8,5 đến 9. Với mẫu cổ này mình để 8,5. Hạ cổ sau mình để là 7. Các bạn sẽ đánh cong chân đều cho mình là được. Hạ xuôi vai thường thường là mình sẽ để là 3,5. Rộng vai là bằng số đo. Các bạn lối cho mình. Và đây là cổ sau nhé. Và cắt được miếng đáp cổ sau thì các bạn chỉ cần cắt như này cho mình là được này. Cắt xong cổ chính. Đây là cổ chính này. Và đây là miếng đáp cổ này. Các bạn để cái phần cổ sau lên và mình cắt là xong cổ sau nhé. Giờ mình sẽ giúp các bạn cắt cổ áo thân trước. Ngang cổ cho mình là 8,5 đến 9. Có cả đường may rồi nhé. Và thường cổ tim thì mình sẽ hạ sâu một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Mình hạ là 14 đến 15. Vì đằng sau của mình là có chồm vai 2cm. Nếu mà không chồm vai các bạn hạ cho mình 17. Nối cho mình. Vì là cổ tim này, các bạn sẽ lối lên đây. Đường chéo là mình chia đôi. Đoạn này mình chia làm 3. Lấy lên phần đầu tiên là mình được cổ tim nhé. Vẽ lại một chút cho nó trơn này. Hạ xuôi vai cho mình là 4. Rộng ngang vai là theo số đo nhé. Chia đoạn này làm 3, các bạn lối lên. Và để cắt được cái cổ lơ này, cổ lơ này mình sẽ cắt là 7cm. Thì các bạn chỉ cần đo cho mình cái vòng cổ từ đây ra đây. Đo vòng cổ này từ đây ra đây để mình cắt cái phần cổ áo nhé. 10 này, 16 này. Phần này 16 này. Và lơ dưới các bạn để dài ngắn bao nhiêu là tùy. Như theo lơ mẫu của mình là tầm 11 hoặc 12cm là được. Thì cái phần lơ áo này, các bạn lưu ý nhá. Gập cho mình thiên vải này. Giấy hay là vải cũng giống nhau nhá. Gập giúp mình thiên vải này. Đây nhá. Cắt cho mình cái phần cổ áo này này. Mình chỉ hướng dẫn cái phần cổ áo thôi nhé. Đây. Đây là phần cổ tim này.
Cái phần này của mình này là cái phần đường gập liền nhé. Thì các bạn sẽ đặt cái phần vai áo lên đây như thế này. Như thế này. Mình đo cái đoạn này này là 16 này. Các bạn không cần cái vai đâu nhé. Khi mình đo cái cổ này là 16 này. Đầu tiên các bạn tính cho mình là 16 cộng với lại cái lơ dài là 12. 12 và 1 xăng đường may là 13. Kẻ hơi vát lên một chút giúp mình, hoặc là kẻ ngang nhé. Lơ lại cả đường may. Với mẫu như thế này mình sẽ để là 8cm cả đường may. Ở trên vai thì mình để nhỏ hơn một chút, để 7 thôi. Nó sẽ đẹp hơn. Đây là phần lơ áo này. Đoạn này các bạn không cắt bằng nhé. Cắt lên cho mình 1cm. Sau đó này, đây cái phần lơ áo đây, các bạn tra vào đây thôi. Tra vào phần cổ này giúp mình. Khi mình cắt thiên vải ấy, thì các bạn tra như bình thường thôi. Đây. Tra từ đây, tra lên. Và các bạn có thể cắt dư cái lơ này một chút, để khi mình tra ấy, nó không bị hụt cái đoạn này này. Hoặc là các bạn có thể đặt cái phần vải này lên để mình cắt theo các vòng cổ. Nhưng mà cổ tim thì mình chỉ cần cắt chéo như thế này nhé. Gập chéo canh vải là mình bẻ ra là rất là đẹp rồi nhé. Khi mình may vào đến đây như thế này rồi, thì cái đoạn này mình sẽ hơi đánh rúm vào một chút để mình khâu bông hoa ấy. Hai cái vạt nó gấp vào với nhau. Mình sẽ cắt rời cái này ra này. Coi như cái đường này của mình nhé, có hai cái phần cổ áo. Đoạn này của mình là đoạn liền. Đoạn này sẽ tra vào cổ. Và tra chỉ đến đây thôi này. Các bạn lưu ý là tra đến đây thôi. Mình bấm nhả nhé. Đây. Mình sẽ quay đoạn này. May theo cái đoạn này. May đến đây. Sau đó mình lộn đẩy nhé. Bấm nhả đoạn này. Và lộn đẩy ra ngoài. Lộn đẩy ra ngoài thì các bạn sẽ cắt cho mình hai bên. Hai bên cổ là hai cái lơ đây, mình sẽ cắt rời cái này ra nhé. Và đặt lên này. Đây cái một cái lơ nó vào đây. Và một cái lơ này nó vào đây. Nó như thế này nhé, để mình à. Lơ này vào đây này. Cái lơ này vào đây này. Các bạn nhìn thấy ra cái cổ tim chưa ạ? May cái lơ này thì các bạn có thể may lộn như thế này nhé. Cái này là mặt phải, cái này là mặt trái, thì các bạn sẽ lật cho mình như thế này. May lộn và đẩy nó ra ngoài được. Đây, nó thành cái cổ thôi nhé. Đây. May lộn vào nó thành cái cổ này. Và khi trên vải ấy, thì cái đoạn này này nó rất là mềm, các bạn sẽ gập cái này vào này, cái cổ này nhé. Phần dưới các bạn để to nguyên, các bạn nếu không thích lơ to thì có thể để làm 5-6 phân cũng được, không nhất thiết là phải 7 phân. Cái phần lơ này to bé là tùy các bạn nhé. Theo mẫu của mình là tầm 6-7 phân. Đây. Đây là cổ tim này. Sau đó mình cuộn một bông hoa nhé. Đây là cổ tim này. Thì trên vải nó rất là mềm, thì các bạn sẽ gập vào như thế này. Gập vào như thế này nhé. Và mình đính bông hoa ở chỗ cái phần cổ này là được. Trên vải nó mềm, nó không cứng như giấy là được. Còn phần để cắt được cái bông hoa cuộn này, các bạn gập đôi vải cho mình như thế này. Gập tầm 3cm. Sau đó các bạn sẽ rút rú.
Gấp đôi vải nha, nếu mà vải mỏng, vải dày thì các bạn để một thôi, để một lớp thôi. Sau đó mình sẽ rút rúm và mình cuộn như này nhá. Rút rúm này và cuộn như này là nó ra bông hoa này. Sau đó mình khâu phụ kiện là cái cúc này, hoặc là một cái bông hoa nhỏ màu khác vào thì nó nổi như này. Các bạn cứ cuộn như này nhá. Xếp ly và cuộn vào nó thành bông hoa này. Okay. Các bạn cứ xếp ly và cuộn vào nó sẽ thành hoa nhé. Nó rất là dễ. Vậy là mình hướng dẫn các bạn cắt xong mẫu cổ tim. Có một bông hoa cuộn ở đằng trước, đằng sau là cổ tròn. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.